Xin chào quý vị và các bạn. Dự báo trong 2 ngày tới tại các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng nhẹ thêm khoảng 1 đến 2 độ, khiến cho nắng nóng sẽ gia tăng trên khu vực với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 38 độ, không loại trừ khả năng có nơi vượt qua ngưỡng 38 độ. Riêng vùng núi của Tây Bắc, mưa vẫn xảy ra rải rác về chiều tối và đêm do hội tụ gió còn duy trì và nhiệt độ sẽ thấp hơn đôi chút. Dự báo từ chiều tối và đêm 28 tháng 6, do ảnh hưởng của dải mây dông dịch chuyển và hoạt động trên khu vực Bắc Bộ, nên sẽ có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có mưa vừa mưa to. Kèm theo đó là khả năng cao xảy ra các hiện tượng cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa sẽ còn kéo dài trong 1 đến 2 ngày tiếp theo, nên nhiệt độ sẽ khá dễ chịu với mức nhiệt trên toàn vùng phổ biến từ 32 cho tới 35 độ. Đi sâu vào khu vực Trung Bộ, nơi đây chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn. Chính vì vậy, từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở phía Nam, gió Tây Nam vẫn là hình thế chính chi phối thời tiết tại các tỉnh Tây Nguyên và cả Nam Bộ. Tuy nhiên, cường độ gió chỉ trung bình. Chính vì vậy mà mưa chủ yếu xuất hiện trên diện rải rác vào lúc chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh. Nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới sẽ phổ biến từ 30 đến 33 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho tới 35 độ tại Nam Bộ. Từ ngày 29 tháng 6, nền nhiệt sẽ có xu hướng giảm nhẹ và thời tiết sẽ dễ chịu hơn. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa, thịnh hành gió Nam đến Đông Nam, cường độ khoảng cấp 4. Riêng từ ngày 28 đến 29 tháng 6, có khả năng hình thành vùng xoáy nhiễu, ngư dân cần hết sức đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Còn khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió Tây Nam ở mức cấp 4, cấp 5. Lưu ý khu vực này sẽ có mưa rào và dông về chiều tối, tầm nhìn xa chỉ từ 4 đến 10 km.